bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố ba tội danh vụ vạn thịnh phát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Lan ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn viết tắt là ngân hàng SCB đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2012, trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Đến nay, SCB có vốn điều lệ 15.231 tỷ đồng với 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Bà Trương Mỹ Lan ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra xác định, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại ban quản trị, ban điều hành ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ số lượng rất lớn, chiếm gần tuyệt đối cổ phần CCB trên 90%, bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt, bà Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của SCB. Bà Trương Mỹ Lan đã biến SCB trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại SCB và hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm chủ sử dụng hàng ngàn cá nhân. Pháp nhân để lập hàng ngàn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn ngân hàng SCB, việc này nhằm để bà Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân, đối phó, che giấu hành vi tội phạm của mình và đồng bọn. Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến việc ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Ngoài hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc thao túng chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của SCB, hành vi mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước, hành vi nhận hối lộ, làm trái công vụ của các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước đã tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi tội phạm. Trong quá trình điều tra vụ án còn xác định ông Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn Capella Holding có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản trong việc hợp tác kinh doanh với bà Lan. Do vậy, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bà trương mỹ lan về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng động ngân hàng